Hello, xin chào cô chú. Ngày hôm nay thì cũng xin giới thiệu cô chú một số giò có mã số là 6319. Đây là gia hạt lai với lại chầm Nestor và Sami M3 của chú. Sami này là hàng mầm mặt hoa đẹp á. Đây là mặt hoa sổ của nó rồi chú. Nó tại đâu có mình đâu mình à. Mặt hoa này cũng rất là đẹp, khuôn bông to tròn nè. Và có giá từ 300 đến 450 nghìn. Và đây sẽ giới thiệu một số hình cây của nó. Giờ mã số 1 của chú có rất là nhiều thân và đang có một số cây nè, một cây lớn nè, cây này vẫn còn đang đi ngọn luôn. Có giá tiền là 450 nghìn mã số 1 của chú, có rất là nhiều thân. Mã số 1 450 nghìn. Có một số cơ, số thân nó vẫn còn đang đi ngọn luôn. Cây rất là khỏe, rất là đẹp. Đây là đài mới về nha cô chú. Mã số của nó là 6319. Và đây là giá hạt lai với lại chầm Super Nectar. Cộng này dài được khoảng có 55 cm. Mã số 1. Mã số 12. 1, 2, 3. 5 thân của chú. Và vẫn còn đang đi ngọn nữa. 450 nghìn. Đây là mã số 2. Số kỳ hệ mình lấy cái gì mình phun khoan nữa chứ để lấy kỳ nè. Giờ mã số 2. 450 nghìn. Cộng này dài được khoảng 65 cm. Còn công nữa là được khoảng 50. Mã số 2 450 nghìn. Giờ mã số 3 giá là 450 nghìn luôn cô chú. Cây đã thắt ngọn rồi. Mà hoa này nói chung cũng rất là đẹp luôn cô chú. Cánh rất là tròn luôn. Một số kia ở gốc nè, quá trời kỳ luôn. 450 nghìn giờ mã số 3. Mã số 4 nó có 3 thân lớn của chú. Một thân thì đang đi ngọn nè. Và hai thân còn lại thì mới thắt ngọn rồi. Giá nó là 450 thôi. Đây là giờ mã số 4. Mã số 4. Giờ mã số 5. Giá tiền là 400 chú. Nhiều thân nhưng mà thân sẽ ngắn hơn, bây giờ 450 để thắt ngọn của chú, cộng rất là mập luôn. Giá là 400 và mã số 5 400 nghìn. Mã số 6 của chú thân có đấm tím nữa, giá là 400. Mã 6 mã số 7. Một thân thì vẫn còn đây đi ngọn của chú. Một thân là thắt ngọn rồi nè. Không có nụ ra nè. Và giá của giờ mã số 7 là 400. 26, 27, 26 là một đơn. Dài được 50 xăng của chú. Mã số 7. 400. Dây gì thì bỏ bạc chung mà. Thì cố có nhiều. Mã số 8. 400 bình luôn. Đều thắt ngọn rồi. Và cộng dài nhất là 60. Cộng còn lại là được khoảng 40 sao. Giá tiền là 400. Giờ mã số 8. Giờ mã số 9 giá tiền là 400 của chú. 1, 2, 3, 4, 5 thân. Mã số 9. Cộng này dài được khoảng có 50 sao. Và một số cộng là dài được khoảng 30. Mã số 9 400 nghìn. Mã số 10 5 thân 400 nghìn luôn chú. Mã số 10. Mã số 11.
Giá tiền là 400 của chú. Rất là nhiều thân, nhưng mà thân hơi ngắn tí. Mã số 11. Điểm sơ nó có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân. Khoảng 7 thân lớn nhỏ. Giá tiền là 400, gồm mã số 11. Mã 12, 400 của chú. Trời. Mã số 12. Mã 12. Thắt ngọn của chú. 400. Mã số 13. 400 luôn của chú. Đây là giò mã số 14, giá tiền là 400 của chú. Thắt ngọn nè, nụ ra. Mã số 14, 3 thân, giá tiền là 400. Đây là giò mã số 15, giá tiền là 350.000. Thân có đốm tím. Mã số 15, 350. Có rất là nhiều mầm với gốc luôn. Giò mã số 15. Cộng dài nhất của nó là được khoảng có 40 xăng. Còn lại đang đi ngọn dài được khoảng 30 rồi. Mã số 15, 400. Xin lỗi chú, mã số 15 giá là 350.000. Mã 16 giá tiền là 350.000 của chú. Mã số 16. Thắt ngọn của nó thân rất là mập. Mã 17. Ôi. 350.000. À, chứ rồi. Mã 18, 350.000. Mã số 19 giá tiền là 350.000. Mã 20 giá tiền là 300. Nhiều nhất là được khoảng có 60 xăng. Và cộng còn lại được khoảng 25 xăng. Cộng rất là mập luôn. Giá tiền là 300. Mã số 20. Mã số 21. 300. Rất là nhiều thân luôn. Mã 21. Mã 21. 300. Giờ mã số 22, lá rất là to luôn. Số mầm này. Giá là 300. Mã 22. Mã số 23 có giá tiền là 450. Mã số 24 giá là 450.000. Rất là nhiều thân của chú. Mã số 24. Và số điện thoại của con là 0908 846-04, địa chỉ Vô Đa, phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và qua lâu mình xin chào quý vị.